Đến 15 giờ chiều ngày 30 tháng 7 2014, hiện trường vụ một chiếc xe tải nặng chở đầy thức ăn gia súc lật nhào do sập xuống mương thoát nước dọc quốc lộ 1 thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai mới được cẩu lên. Những hộ dân sống tại đây cho biết, chiếc xe tải này lật nhào từ khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe mang biển số 60M8350 đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai đi Bình Thuận. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Thanh Hóa cách ngã ba Trị An khoảng 50 mét thì tấp vào lề đậu trên hệ thống mương thoát nước dọc quốc lộ 1. Trong quá trình đậu thì hai trục sau và một trục trước bên phải xe liền sập xuống mương rồi lật nghiêng, đè gãy một trụ điện trung thế và một trụ cáp quang. Một cảnh sát giao thông công an huyện Trảng Bơm trực tại đây cho biết, chiếc xe gặp tai nạn vào khoảng 4 giờ, đến 9 giờ thì đội xử lý tai nạn có mặt tại hiện trường. Nhưng các bên đã tự giải quyết xong nên không quan tâm đến vụ tai nạn này nữa.